anh em, MacBook không dùng để chơi game. Ông nào còn nói câu đấy nữa thì bây giờ chắc phải ngậm cơ mờ nó lại luôn. Bởi vì sao? Cái game phổ biến nhất mà anh em hay chơi ở Việt Nam á, đấy là Liên Minh Huyền Thoại, thì hôm nay đã có chính thức trên macOS. Chính thức các bạn nha, chứ không phải là qua giả lập hay bất cứ một thứ gì khác cả các bạn ạ. Thật ra Liên Minh Huyền Thoại thì từ trước giờ vẫn chơi được trên MacBook, khẳng định nó vẫn chơi được trên macOS, bởi vì cái Riot Client nó có phiên bản cho macOS. Nhưng trước đây chúng ta phải chơi Liên Minh Huyền Thoại qua cái cổng đăng nhập của Garena, mà Garena thì lại chỉ chơi với cả Windows, nhưng không có cái phiên bản client dành cho macOS. Thế nên là không có một cách nào anh em muốn chơi game có thể nói là một cách trực tiếp trên macOS được, mà bắt buộc phải thông qua giả lập Parallel hay bất cứ một cái thứ gì đó. Thậm chí nhiều anh em trước đây mà dùng MacBook chạy chip Intel á, thì thậm chí còn cài luôn cả Windows và cái máy tính đó để mà chơi game. Nó có rất nhiều vấn đề xoay quanh, thế nhưng mà cái đấy thì mình không bàn đến. Hôm nay mình sẽ muốn thử nghiệm chơi Liên Minh Huyền Thoại trên macOS các bạn nha. Đây, hiện tại thì mình vẫn đang chạy macOS trên con MacBook Pro 14 inch M1 Pro bản base của mình, 16GB. Và các bạn cũng biết là cái máy này thì mình mua ở đâu rồi và mình mua bao nhiêu lâu rồi. Ok, mình chỉ muốn nói một điều là MacBook Pro 14 inch bây giờ tại 7S thề giá nó rẻ với đoạn luôn. Nó hời, giá nó thơm như là mít chín luôn. Đấy. Và bây giờ với mức giá tầm khoảng đâu đó khoảng 40 mấy củ thôi cho em phiên bản base này, thì tất cả những cái trải nghiệm nó mang lại cho vấn đề công việc thì chúng ta đã nói đến quá nhiều rồi. Thế thì bây giờ riêng về khoản giải trí và cụ thể là chơi game, cụ thể cái game này nó là Liên Minh Huyền Thoại thì nó sẽ là như thế nào? Ok, đây, set up sơ sơ qua thì mình cũng đã đăng nhập và mình cũng đã login được vào trong rồi. Sáng ngày hôm nay thì nói chung là khá là mệt mỏi trong cái việc chơi game, tại vì nó quá tải server và kinh khủng quá. Thì ok, hôm nay mình sẽ test một trận Aram Yagu. Okay. Aram là 5v5, bởi vì sao? 5v5 thì chúng ta sẽ combat liên tục các kiểu. Nó sẽ thiếu đi một vài những cái gọi là hiệu ứng trong một vài những khu giao vực giao tranh, như kiểu là hang Baron các thứ gì đó. Ví dụ 5v5 ở hang Baron thì chắc là hiệu ứng các thứ nó sẽ yêu cầu còn nặng hơn và nó sẽ drop FPS nhiều hơn. Tuy nhiên thì cho các bạn mà xem full cả một cái video như thế chắc có vỡ mồm. Nên là hôm nay mình sẽ chơi Aram, tại Aram nó nhanh hơn đúng không? Chơi luôn! Đấy, đương nhiên mình ngồi đây thôi chứ mình không chơi đâu. Thì để nói sơ qua một chút xíu về cái trải nghiệm chơi game trên con MacBook Pro 14 inch này của mình, thì cá nhân mình đánh giá thì ổn thôi nha các bạn nhé. Chứ để mà nói về nó ngon giống như những con laptop Windows với cấu hình rất cao và những cái card đồ họa rời rất là ghê gớm thì nó vẫn chưa thực sự đạt đến cái mức độ đó. Bởi vì sao? Cái nền tảng những cái tựa game như thế này này vẫn được build trên cái ứng dụng của cái nền nó gọi là Intel, tức là based on Intel. Và khi sử dụng trên những con chip Apple Silicon như thế này này thì nó vẫn phải chạy qua một cái trình giả lập gọi là Rosetta. Đây là cái trình giả lập này nó đã được tích hợp sẵn vào trong cái nền tảng hệ điều hành, và các bạn sẽ không nhận ra được cái sự khác biệt nhau trong quá trình cài đặt hay là trong quá trình chúng ta chơi. Nhưng mình vẫn phải nói thẳng một điều, đấy là cái hiệu năng khi các bạn gaming ở trên cái con này nó vẫn sẽ không được như những con laptop iMac hay là Mac Intel cái thứ gì đó kiểu như vậy. Tại vì những con kia thì nó có card đồ họa rời, thế nên là cái vấn đề đó nó sẽ xử lý hết, còn con này thì không có. Ok, rồi mình show cho các bạn xem này. Độ phân giải mình đang để rất cao, 3024 x 1890 pixel, rất cao, FPS ở mức rất cao, tất cả mọi thứ đó. Ok, và các bạn có thể thấy nói chung là max setting. Ok, thì đấy các bạn thấy không, FPS bây giờ nó đang ở khoảng tầm 70-72 FPS. Mình nhắc lại nhá, độ phân giải hiện tại đang để mức đấy là cực kỳ cao luôn ấy đó. Và FPS thì nói chung là cũng đang chỉ ở mức gọi là an toàn thôi. Thế thì ok, bây giờ chúng ta sẽ vào chơi một chút xíu để xem nó sẽ như thế nào. Và khi các bạn chơi thì nó sẽ ổn định nhất là mức nào nhé. Ok, Minh Nguyễn vào đây, xử lý đi em. Thằng này nó chơi ghê đến mức độ mà nó dùng chuột Bluetooth có độ delay, có độ trễ mà nó vẫn chơi bầm, kinh thật sự luôn. Ok, thì từ nãy đến giờ các bạn có thể thấy được khi mà chơi ở cái phiên bản này, phiên bản thông qua Riot Client này và chung với server như bây giờ chuyển sang của Vina Game, thì có một cái đặc trưng đó là ping. Mình đang ở khu vực Hồ Chí Minh thì ping bây giờ đang là 66 mili giây. Đấy, hệ thống wifi 6 ở studio của mình cũng thực sự rất là ngon, mesh mic các thứ, nói chung là tốc độ mạng thì khỏi bàn. Tuy nhiên thì ping thì nó cũng sẽ dao động vào khoảng tầm 5x 6x. Đấy, và đây là cái đặc điểm chung mà rất nhiều những trang từ sáng giờ đã đưa tin rồi. FPS bây giờ thì nó đang tụt xuống dưới 60 thì các bạn, và mình nhắc lại nhá, đây là đang để độ phân giải là cực kỳ cao luôn đấy các bạn, và cái quan trọng là mức setting rất là cao. Đấy,
Nên là sẽ có những trường hợp các bạn bị drop xuống, nhưng mà chơi kiểu cảm giác có bị giật giật khó chịu gì không? Không bị giật. Không bị giật đúng không? FPS nhìn như vậy thôi nhưng mà cơ bản là nó vẫn khá là mượt mà. Đấy mới là cái điều quan trọng nhất. Và thật ra chơi Liên Minh Huyền Thoại như này nhiều anh em chơi chỉ cần 60 hẹt là ok mà đúng không? Thậm chí nhiều anh em còn chơi trên những cái màn hình 60 hẹt vẫn phang âm ầm. Đương nhiên là dân pro thì nó sẽ là câu chuyện khác. Dân pro là nó sẽ là khác. Nhưng mà kiểu chơi bình thường thôi là ok. Và hầu như là mấy anh em dùng MacBook cho công việc thì chơi cũng chỉ gọi là chơi để giải trí thôi. Thì ok, chấp nhận được. Nhưng phải công nhận với nhau một điều đấy là màn hình con này nó đẹp. Đúng rồi. Nó đẹp, nên hình ảnh các thứ nhìn nó sướng. Đấy, và mình nhắc lại, mình mắc setting hết rồi đấy. Rồi, đã có mạng đầu tiên rồi. Mạng đầu tiên được mấy trăm tiền? Được 40 tiền. Tính ra chơi ARAM này khổ buồn ở một cái đấy là chết mới được về mua đồ. Đúng rồi. Cay thật. Nên là mày có xanh như tàu lá chuối gì thì cũng có mua được thêm đồ để mà bắn méo đâu. Đấy, nhưng mà phải nói một điều là vẫn mượt. Nhìn FPS thì nó tụt xuống dưới 60 thôi nhưng mà vẫn rất là mượt. Có khi nào đấy do cái màn hình promotion trong 20 hẹp của con MacBook Pro này nó tự tái tạo thêm cái chuyển động của video khi mà hiển thị trên cái màn hình này, thế nên là nhìn nó mới mượt thế không ta? Có khi là như vậy. Tại vì bình thường nếu như ví dụ anh chơi Liên Quân ấy. Ví dụ anh chơi Liên Quân mà đang 60fps ổn định mà nó tụt xuống dưới 60 phát nhìn phát biết ngay. Nhưng mà từ nãy giờ rõ ràng nhìn vẫn rất là mượt. Đấy mới là cái quan trọng. Đó, rồi bây giờ giảm setting xuống một tí. Hình ảnh, đó, giảm xuống mức cao đi, ok. Đó. Rồi. Ui giời, đang đen màn như này FPS sụt. Tưng bừng luôn. Rồi, chơi ở cái mức cao như thế này thì FPS có vẻ nó ổn định hơn tí. Nhưng mà cũng không chênh lệch nhau quá nhiều đâu. Nó sẽ vào khoảng tầm 6 mấy cho đến 7 mấy. Vừa nãy có pha được 8 mấy FPS. Và đây mình nhắc lại nha, đây là ARAM là đang combat liên tục 5v5, có thể nói là liên tục. Đúng rồi, 5v5 liên tục. Đấy, 5 người liên tục. Còn đấy, rồi là... skill các thứ này là bắn lưng tưng bừng luôn. Còn nếu như anh em mà chơi ở cái kiểu map 5v5 Summer Rift thì chắc là có khi nó đỡ hơn tí. Đúng rồi. Tại vì có thể nói là trong những pha combat kinh khủng, ví dụ ở hang Baron, hang rồng các thứ thì nó sẽ hơi nặng. Nhưng mà kiểu đánh bình thường thì chắc nó không thể nào nặng như thế này. Đây là lý do vì sao mình test ARAM này để các bạn có thể thấy khi combat liên tục thì nó sẽ là như thế nào. Đó. Và các bạn lưu ý nhá, đây trong quá trình mình chơi là mình không có ghim sạc. Không hề ghim sạc luôn mà chơi vẫn rất ổn như thế này. Vậy nên nếu như anh em mà có mang MacBook này ra quán cà phê để mà chơi với nhau thì vẫn thực sự rất là ok. Chứ nó không có kiểu giống như mấy cái laptop Windows mà bắt buộc phải cắm thêm cái bộ sạc vào thì nó mới bung được hết sức mạnh. Thậm chí là mới sử dụng được cái hiệu năng ok của con card đồ họa rời thì lúc đấy chơi game nó mới ngon. Chứ còn cái kiểu mà tút sạc ra như này thì không ổn được, chỉ có mấy con MacBook thì nó mới là ok. MacBook Intel theo anh nhớ không nhầm là kể mà không cắm sạc thì hiệu năng của card đồ họa nó vẫn chạy ở mức rất là ổn. Đấy. Mà quan trọng nữa các bạn biết là gì không? Nó không nóng lắm. Nãy giờ không nóng, rồi thậm chí là cái quạt nữa nó cũng không buồn chạy luôn. Đấy. Chưa nghe tiếng quẹt luôn à? Thì nó có buồn chạy đâu. Bao giờ mà con này lên tầm 8 mấy độ, 9 mấy độ CPU thì nó mới chạy. Đây cũng lại là một cái điểm tiếp theo để mà anh em kiểu có muốn chơi bên ngoài thì nó cũng cực kỳ thoải mái. Mà mấy con MacBook như thế này này, mình mà dùng mấy củ sạc cỡ 65W ấy, thì cũng có thể sạc được rồi. Tại vì con này sạc kèm theo có 67W thôi mà, cái phiên bản bay mà. Thì đấy, anh em mà chơi trên con này thì mua mấy củ sạc gan bé xíu như vậy ấy, là sạc cho nó bét từ nhà khi mở ngoài đường rồi đấy, ngán gì đâu, xoắn cái gì đâu. Ok hết. Nói chung là vẫn mượt nhỉ. Combat các thứ. Vậy nên rõ ràng là nếu như anh em mà mới muốn chơi ổn ở con này á thì anh em có thể hạ xuống cái mức setting, đấy là mức cao. Là chúng ta có thể chơi mức chơi trải nghiệm khá là ok rồi. À, bây giờ hạ thử cho anh cái độ phân giải xuống một tí. Bây giờ đang để độ phân giải khá là cao, 3024. Mình hạ xuống 2560 x 1600 đi. Đấy, mức 2K. Đấy, bây giờ khi mà mình để hạ mức độ phân giải xuống và hạ setting xuống một tí thì chơi vẫn ok luôn thôi. Và mức FPS mình cảm giác nó ổn định hơn. Combat các kiểu skill các thứ liên tục như vẫn rớt rồi. Vẫn rớt rồi. Thì chứng tỏ là nó là cái độ phân giải native. Và vớ vẩn không khéo là hạ cái mức độ phân giải xuống thấp hơn so với tránh cái độ phân giải của máy như thế này thì máy lại phải render nhiều hơn. Ok, sau tuần này thì lại chỉnh lại độ phân giải nhé. Rồi, chỉnh lại độ phân giải lên cái mức cuối cùng đấy, 3024 nhân. Bây giờ FPS có những pha 8 mấy kìa. Đó. Ok. Vậy anh Trần nhận ra một điều đấy là cho dù để mức trung bình gì đó
hay là để mức max setting ấy, thì cái mức FPS chênh lệch nó cũng không nhiều. Thế thì rõ ràng cái vấn đề ở đây anh nghĩ nó đến từ việc đây là một cái tựa game mà nó build trên cái nền tảng là chip Intel và con này đang phải chạy qua giả lập, thế nên là mình có cảm giác là mình vẫn chưa thể nào bung được hết cái sức mạnh của con này ra. Và rõ ràng là nó là một con chip rất là mạnh, game của các thứ rất là ok, nhưng mà những cái tựa game nào được tối tốt thôi, kiểu gọi là chạy native về chip Max Silicon á, chứ còn chạy thông qua giả lập như thế này thì nó vẫn là câu chuyện khác rất là nhiều. Tại vì rõ ràng là cái MacBook Pro của mày nếu mà nói đúng ra thì nó còn yếu hơn cả cái con này. Đúng rồi. Thế nhưng mà chơi thì nó mượt hơn. Ví dụ như là con iMac 2017 kia, chip Core i5, RAM 8GB, cả có 2GB thôi mà chơi độ phân giải màn hình là 4K vẫn ổn ở mức hơn 100fps. Đúng rồi, hồi sáng chơi là 100 á. ROM thì nó mới xuống là 9 mấy thôi. 9 mấy là thấp nhất rồi đó. Đấy thấp nhất. Thế rõ ràng là các bạn cũng có thể thấy được là cái việc mà cái ứng dụng được tối ưu và gọi là chạy native cho từng cái nền tảng thì nó quan trọng như thế nào. Thì đây mình rõ ràng mình phải khẳng định với nhau là MacBook chơi game rất là ok, macOS chơi game rất ok luôn. Đấy, nhưng mà ok cái mức nào thôi. Thì mình cứ tạm nhận định đó là với mấy con chip Apple Silicon như thế này. Đây là con Apple M1 các bạn nhé, M1 Pro. Apple M1 Pro RAM 16GB thì nó chơi có thể nói là ổn. Ở mức setting các bạn mà để mức trung bình hoặc là cao á thì nói chung là combat các thứ rất là ok, rất ổn. Thậm chí có một cái bất ngờ đấy là cho dù có những pha kia nó đang tụt xuống chỉ có 50 mấy FPS, 53, 54 FPS nhưng mà tổng thể nó vẫn rất là mượt. Bởi vì mình nghĩ một phần nó đến từ cái yếu tố cái màn hình ProMotion này cũng đã làm được cái phần chuyển động của game ấy, nó trở nên ổn định hơn, hoặc thậm chí nó còn giả lập được luôn cả những cái FPS còn thiếu để mà nó vẫn đáp ứng một cách rất là tốt. Mình vẫn quẩy từ nãy giờ ok, không vấn đề gì cả, không giật, không lag, không bị đơ đứng gì cả, mà nó cũng không có cái cảm giác đấy là nó bị khựng gì, đúng không? Mình nghĩ đấy là cái quan trọng trong quá trình các bạn chơi. Nhưng mà rõ ràng với cái mức FPS chỉ loanh quanh đâu đó tầm khoảng 60 như thế này thì cá nhân mình đánh giá nó sẽ phù hợp để mà anh em chơi giải trí. Chứ nếu mà anh em muốn try hard rồi kiểu leo rank các thứ gì kinh khủng lắm mà, hoặc là anh em muốn kiểu chơi kiểu GoPro á, thì mình nghĩ là sẽ cần phải chọn thiết bị khác. Đúng. Để có mức FPS cao hơn. Đúng rồi. Đúng chưa? Đấy. Nhưng mà đây, minh chứng cho anh em thấy macOS, MacBook đã chơi được game. Ok. Rồi. Và mình nhắc lại một chút xíu nhá. Trong cái quá trình mình chơi cái tựa game này thì một phần thứ nhất là mình không ghim sạc. Thật ra cái vấn đề ghim sạc hay không quá quan trọng, nhưng mà mình không ghim sạc như thế này thì theo như một vài những thông tin chia sẻ thì nó cũng sẽ không ăn được hết cái hiệu năng của GPU. Là chip GPU con này là có 16 nhân GPU ấy các bạn. Rồi những cái đấy nó chưa quan trọng bằng một cái khác. Đấy là từ nãy giờ mình vẫn đang ghi lại màn hình của chiếc laptop này trong quá trình mình show cho các bạn chơi. Vậy nên cái việc mà ghi lại màn hình nó cũng đã tiêu tốn một phần cái tài nguyên của cái máy, và một phần gián tiếp nó khiến cho cái mức FPS trong quá trình các bạn chơi cũng sẽ thấp hơn đi một chút. Nhưng mà thôi, mình muốn ghi lại cái màn hình này để mà show lên cho các bạn xem. Và thậm chí mình cũng có thể chơi được một vài những tựa game trên Steam, ví dụ như là CSGO, bạn nào đã biết thì thử đi, vẫn cứ là ok hết. Đấy, việc gì phải xoắn. Quan trọng là có cái tựa game nào nó viết cho cái nền này hay là không mà thôi. Mà từ nãy đến giờ vừa quay màn hình, vừa chơi một game các thứ, quay liên tục từ nãy đến giờ khoảng 22 phút, pin tụt mất 15%. Các bạn thấy chơi qua giả lập kinh khủng nhỉ? Nên là chơi để giải trí thì ok, chứ chơi liên tục thì cũng càng đấy. Ok nhá. Rồi, vậy các bạn nghĩ sao về khả năng chơi game của MacBook Pro 14 inch như phiên bản mình đang test ở đây nói riêng và trên macOS nói chung? Hãy để lại ý kiến ở comment phía bên dưới. Nói chung thì anh em có cái để giải trí rồi, chứ không bị ghen tị giống như mấy bố khác, và cũng không còn cái kiểu MacBook có chơi được game không, mà ở đây tôi chỉ cho xem. Ok. Mà đấy là còn chưa kể, nếu với một vài những tựa game mà các bạn không cần phải thao tác nhiều trên màn hình ấy, chỉ cần click ấy, thì với những chiếc MacBook này các bạn còn có thể chơi được game trên iOS. Các bạn hiểu vấn đề mà đúng không? Rất nhiều ứng dụng trên iPhone, iPad mình cũng có thể cài để mà chạy trên MacBook một cách cực kỳ dễ dàng. Quan trọng là chơi game gì thôi, chứ game thì chơi được. Chẳng qua những game phổ biến ở thị trường Việt Nam thì bó tay. Bây giờ đã có Liên Minh Huyền Thoại, gáy được rồi các người anh em. Thế nhá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.